Bố ơi, đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Gấu Winnie the Pooh và cọp Tigger. Một buổi sáng nắng nóng trong khu rừng 100 mẫu Anh, chú cọp Tigger đang nhảy xuyên qua khu rừng. Cậu ấy la lên một cách vui vẻ. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời để nhảy. À ha, mình nghĩ mình sẽ đến thăm những người bạn của mình. Trong lúc đó, một chú gấu nhỏ tên là Winnie the Pooh đang bận rộn suy nghĩ. Suy nghĩ. Chú gấu với bộ não nhỏ vừa nói vừa cố gắng tột độ để nhớ mình đang suy nghĩ gì. Rồi đột nhiên, Pooh bị té lăn cù mèo xuống đất. Xin chào Pooh, mình là cọp Tigger. T-I hai chữ gì? E-R ghép lại là chữ Tigger. Ừ, mình biết, Pooh đáp. Bạn hay nhảy lên mình hoài mà. Ồ, xin lỗi nha bạn, cọp Tigger xin lỗi. À thôi, mà mình đi đây, mình còn phải nhảy thêm nhiều nữa. Tạm biệt nha. Và nhanh như một cái lò xo, Tigger nhảy đi. Đó chính là Tigger. Cậu ấy luôn luôn nhảy lên người của bạn mình khi họ ít mong đợi nhất. Điểm đến tiếp theo của Tigger đó là nhà của Hal Piglet. Và Piglet dĩ nhiên không mong đợi để bị nhảy lên. Ôi, Tigger! Piglet nói lắp với một âm điệu đầy sợ hãi. Bạn làm mình sợ. Làm sợ bạn ư? Tigger hỏi. Nó chỉ là một trong những cái cú tưng nhỏ nhỏ của mình thôi. Thiệt hả? Piglet hỏi lại vì cậu ấy nghĩ rằng cú nhảy đó là một cảm giác rất mạnh đối với cậu. Mình đang để dành cú nhảy lớn nhất của mình cho tài giải thân yêu, Tigger đáp. Bye bye. Trong khi đó, thỏ thì đang bận rộn chăm sóc cho khu vườn của mình. Tốt rồi, thỏ vui vẻ tuyên bố. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Cà rốt, rau diếp và cả bí ngô, tất cả đều đang ngay ngắn gọn gàng. Nhưng chẳng được bao lâu, bởi vì ngay sau đó. Ồ không! Thỏ hét lớn. Nhưng lại! Đã quá trễ, Tigger đã nhảy lên người của thỏ bằng cú nhảy mạnh nhất của mình. Cả hai đều lăn, lăn và lăn xuyên qua khu vườn của thỏ. Tất cả mọi thứ trong khu vườn đều dẹp lép như con tép. Xin chào thỏ, mình là Tigger, T-I hai chữ. Thôi, đừng mà. Thỏ ngắt lời Tigger một cách tức giận. Không cần đánh vần đâu. Ôi trời đất ơi, nhìn khu vườn của tôi đi nè. Ghê quá, Tigger nói. Hơi lộn xộn phải không? Lộn xộn? Chỉ lộn xộn thôi á. Nó đã bị phá hủy rồi, thỏ rên rỉ. Tigger ơi, tại sao cậu không bao giờ ngừng nhảy vậy? Vì nhảy là thứ mình làm tốt nhất mà, Tigger đáp lại. Không bao lâu sau, Pooh và Piglet đi đến nhà của thỏ cho một cuộc họp rất đặc biệt để chống lại Tigger. Chú ý nè, thỏ kêu gọi. Tigger ngày càng nhảy nhiều quá.
đến lúc mình phải dạy cho bạn ấy một bài học mới được. Có lẽ mình nên tìm một cách nào đó để làm cho Tiger không nhảy nữa. Piglet gợi ý. Đúng rồi đó, mình đồng ý. Thỏ đáp. Còn bạn thì sao, Pooh? Pooh, bạn có đang nghe tụi mình nói không vậy? Tất nhiên là mình đang nghe các cậu. Pooh đáp. Nhưng thực ra, Pooh vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon. Nhưng mà như có cái gì đó trong tai của mình, cậu có thể lặp lại được không? Đoạn nào? Thỏ hỏi. Tất nhiên là cái đoạn mà mình không nghe được đó. Pooh trả lời. Pooh, Piglet thì thầm. Tụi mình đang cố gắng làm cho Tiger không có nhảy nữa. Ồ, mình có một ý tưởng tuyệt vời. Thỏ đột nhiên thốt lên. Mình sẽ đưa Tiger đến một nơi cậu ấy chưa bao giờ đến. Rồi mình sẽ để bạn ấy ở đó. Bỏ Tiger ở đó ư? Pooh hỏi. Ôi, đừng có mà lo. Thỏ giải thích. Mình sẽ tìm lại cậu ấy vào sáng mai. Hãy tin lời mình. Bị bỏ lại ở một mình sẽ làm cậu ấy sợ, khỏi dám nhảy nữa cho mà xem. Và như thế, mọi người đều đồng ý. Kế hoạch sẽ bắt đầu vào sáng mai. Sáng hôm sau là một ngày trời rất lạnh và có nhiều sương mù ở khu rừng 100 mẫu Anh này. Sương mù dày đến nỗi mà mọi người khó có thể nhìn thấy được đâu là mặt đất ở trước mặt mình. Nhưng điều đó không làm Tiger trở nên chậm chạp. Cậu ấy vẫn nhảy trước mặt đám bạn dẫn đường. Tiger nhảy dần vào khu vực sâu và xa hơn trong khu rừng. Thỏ nghĩ đã đến lúc để Tiger ở lại. Bây giờ là cơ hội của chúng ta. Cậu ấy thì thầm với Pooh và Piglet. Nhanh lên, vào đây, trốn thôi. Thỏ liền dắt hai người bạn vào trong một khúc gỗ trống. Tiger sớm nhận ra rằng các người bạn không còn sau lưng mình nữa. Ồ, vui thật. Tiger nói. Chắc họ đi lạc hết rồi. Các bạn ơi! Tiger gọi, rồi nhảy lại để tìm những người bạn của mình. Các bạn đâu rồi nhỉ? Rồi Tiger trèo lên đúng nơi mà Pooh, Piglet và Thỏ đang trốn. Các bạn ơi! Cậu ấy hét vào bên trong khúc gỗ một cách to nhất có thể. Tai của các người bạn đang trốn bên trong khúc gỗ rung lên, nhưng họ không dám nói gì. Tiger sớm bỏ cuộc và chạy đi tìm các bạn của mình. Thỏ lén lút ló ra, nhìn một cách cẩn thận. Hoan hô! Thỏ reo mừng trong sự im lặng. Kế hoạch tuyệt vời của mình đã thành công. Nào, hãy đi về nha. Thỏ chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều hoạt động y chang kế hoạch. Nhưng không bao lâu sau, kế hoạch này đã không theo ý định của Thỏ. Pooh, Piglet và Thỏ đi và đi mãi trong khu rừng, nhưng họ không đi đến đâu cả, cứ lòng vòng một chỗ. Thật là mắc cười, sao mà mọi thứ nhìn giống y như nhau trong sương mù thế này? Thỏ nói. Chỗ này giống cái bãi cát mà mình vừa đi qua. Và họ thử đi hướng khác, nhưng họ luôn kết thúc cùng một bãi cát. Pooh thì bắt đầu thấy mệt. Cậu ấy nghĩ rằng bãi cát đang đi theo họ. Nhưng sự thật là các bạn ấy đã đi lạc. Họ đã đi bộ lòng vòng trong một vòng tròn rất lớn. Ôi Thỏ ơi! Pooh gợi ý. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình chỉ đi một vòng tròn rồi lại tìm về đúng bãi cát ban đầu? Sao vậy? Thỏ hỏi.
Tụi mình cứ đi tìm đường về nhà, nhưng lại chỉ thấy mỗi bãi cát này thôi. Pu giải thích. Nên nếu mình làm ngược lại, mình đi tìm cái bãi cát này, có lẽ mình sẽ về nhà. Điều bạn nói có vẻ không đúng. Thỏ đáp. Nếu mà mình đi xa khỏi bãi cát này, rồi quay lại, tất nhiên là mình sẽ tìm lại bãi cát rồi. Mình sẽ chứng minh cho các bạn xem. Hãy chờ đây. Rồi Pu và Piglet ở lại bãi cát đầy xương để đợi thỏ về. Và như thế, họ tiếp tục chờ, chờ và chờ. Hai người bạn dường như đã ngủ. Và lúc nào ngủ, Pu cũng mơ về các hũ mật ong tại nhà của mình. Một tiếng động lạ làm cho Piglet hoảng sợ. Đó là gì vậy Pu? Cậu ấy hỏi và bừng tỉnh dậy. Cái bụng của mình đó. Pu giải thích. Nó kêu lên rồi. Mình đói lắm Piglet ơi. Về nhà thôi. Bạn có biết đường về nhà không? Piglet hỏi. Không. Pu trả lời. Nhưng nó có 12 cái hũ mật ong ở trong cái tủ của mình, và chúng đang gọi cái bụng của mình tới đó. Chúng gọi thiệt hả? Đúng rồi Piglet. Lúc nãy mình không thể nghe chúng gọi vì thỏ đang nói chuyện á. Mình nghĩ mình biết chúng đang gọi mình từ chỗ nào. Pu vừa nói vừa giúp Piglet ra khỏi bãi cát. Chắc là mình chỉ cần đi theo tiếng gọi của cái bao tử của mình là được mà. Pu và Piglet đi cùng nhau vào trong làn sương dày đặc. Trong một khoảng thời gian dài, Piglet không nói gì vì bạn ấy không muốn chen ngang các giọng nói của các lọ mật ong đang nói chuyện với Pu. Y như đúng rồi, sương mù dần mờ đi và Piglet từ từ biết mình đang ở đâu. Rồi bỗng dưng. Đó chính là Tiger. Cậu ấy nhảy lên người Pu và Piglet. Chào hai bạn. Tiger hét lên. Nãy giờ các bạn ở đâu? Mình đang cố gắng tìm đường về nhà. Pu giải thích. Ủa? Tay và thân yêu đâu rồi? Tiger hỏi. Chắc cậu ấy vẫn đang bị lạc ở trong sương mù. Pu đáp. Ồ, để mình. Tiger tuyên bố. Mình sẽ tìm và nhảy cùng các cậu ấy ra khỏi đó. Tạm biệt nha. Rồi Tiger nhảy đi để tìm thỏ. Trong lúc đó, thỏ vẫn đi lanh quanh trong làn sương mù dày đặc và lạnh lẽo. Đến bây giờ, cậu ấy chắc chắn là mình đã bị lạc và tất nhiên đang rất sợ hãi. Suy nghĩ về sợ hãi của thỏ đang đánh lừa chính cậu ấy. Thỏ bắt đầu nghe các tiếng động kỳ lạ và rồi các tiếng động đáng sợ. Pu, biết rồi, có phải các bạn đó không? Thỏ hét lên. Cái gì vậy? Thỏ la khóc trong sợ hãi. Ai ở đó vậy? Cứu tụi với! Thỏ hét lên rồi chạy đi trong một cơn hốt hoảng tồi tệ. Và còn ai mà cậu ấy có thể tông trúng nữa ngoại trừ? Chào thỏ! Tiger! Thỏ nhảy cẩn lên rồi hét lên trong sự ngạc nhiên. Nhưng các cậu đang đi lạc mà! Đi lạc? Mình không bao giờ đi lạc bạn ơi. Tiger đáp lại một cách vui vẻ. Không bao giờ. Thỏ hỏi một cách buồn bã. Cậu ấy nhận ra rằng kế hoạch tuyệt vời của mình thật sự không có tác dụng gì cả. Tất nhiên là không rồi. Tiger nói. Nào thỏ, hãy đi về nhà thôi. Rồi cả hai bắt đầu cùng quay về nhà. Thỏ thì không được vui, cậu ấy mệt. Cậu ấy đã đi lạc và được tìm thấy. Thỏ tự hỏi mình, tại sao, ôi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?
cuối cùng thì Thỏ đã hiểu. Cậu ấy sẽ không bao giờ cố gắng để thay đổi các bạn của mình nữa. Cậu ấy thật may mắn vì có được những người bạn mà mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính cách khác nhau như của hiện tại.